Cũng như bây giờ, tôi cũng biết có một số bạn, cũng như các phụ nữ, sợ mỗi cái ống nước, bồn nước rửa mặt này, nó nằm ở dưới, tại vì chúng ta làm không quen. Cho nên cũng ngại. Và đây là cái cách thứ hai, rất là đơn giản, lẹ, nhưng chúng ta phải dùng nhiều lần. Nó gọi là pour baking soda. Cái này cũng giống như là bột để nấu ăn. Nó có nhiều cái tác dụng lắm. Thì cả nhà phụ nữ lấy cái bột này xả đi vào trong cái bồn rửa mặt. Rồi lấy nước xả xuống. Cho nó xuống. Để vài phút để cho nó tẩy đi cái mồ hôi. Tuy nhiên với cái cách thứ hai này, nó đơn giản, nhưng chúng ta phải làm qua nhiều lần. Bởi vì khi cái bột này chúng ta xả nước đi, nó đi rồi thì nó cái mồ hôi nó sẽ trở lại. Nhưng cái này, cái cách thứ hai này, mọi người, cả nhà, ai cũng đều làm được hết. Xin chúc cả nhà thành công để rửa cho cái bồn rửa mặt này không còn mồ hôi nữa.